Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một video là bạn cần cầu khổng lồ giải cứu các bạn ô tô. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé. Mời các bạn xem video. Xin chào, hai anh xe tải. Có chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta chơi trò chơi là đổ các bạn ô tô nhỏ xuống hố sâu đi. Nhất trí luôn. Nào, chúng ta mang các bạn đấy đi đổ thôi. Tèn 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 tèn. Sắp đến nơi rồi, tớ hào hứng quá đi. Tớ cũng hào hứng nữa. Yeah, một chút nữa là đến nơi rồi. Wow, tớ hào hứng quá đi. Tớ cũng thế, tớ chưa bao giờ tớ được chơi trò chơi này. Cuối cùng cũng đến nơi, ta sẽ đổ mi xuống hố sâu. Thật là vui và hào hứng. Ta đổ thôi, ha ha. Mấy em xuống đây nha. Tớ cũng thấy. Wow, thật là vui. Ha ha, ta đã cho ngươi xuống hố sâu. Thật là vui, nhưng kế tiếp còn vui hơn nữa. Ha ha ha. Bạn xe ô tô đầu kéo ơi, đi giải cứu các bạn ô tô nhỏ với tớ nhé. Ok, được, vui quá vậy. Nào, mình đi thôi. Các bạn ô tô nhỏ đang rơi xuống hố sâu, mình đi giải cứu thôi. Cố lên, sắp đến nơi rồi. Ừ, tớ cũng hào hứng quá. Ơi, đi chậm thôi, bạn cần cầu ơi. Ơi, sắp đến nơi rồi đấy. Ôi, cuối cùng cũng đến nơi. Tớ hào hứng quá. Mình giải cứu các bạn đấy thôi. Wow, tớ không nghĩ mấy bạn đấy đổ hết các bạn ô tô nhỏ đẹp như này xuống luôn ấy. Không, các bạn đấy không sợ bẩn à ta? Cần cầu ơi, hãy giải cứu chúng tớ. Chúng tớ bị rơi xuống hố sâu rồi. Tớ sẽ làm ngay đây. Rồi bây giờ tớ sẽ giải cứu nha. Rồi bây giờ mình sẽ cầu các bạn ô tô nhỏ này nha. Ừ, nhanh lên đi. Đây, tớ sẽ đoạn bạn ô tô siêu xe này. Wow, thật là nhiều bạn ô tô đẹp. Ừ, tớ cũng thấy vậy đấy. Ú, bạn ô tô cần cầu giống tớ nhỉ, nhưng mà bạn này nhỏ quá, không cầu được bạn gì đâu. Ê, ú, bạn này lấy khó ra quá. Rồi, bây giờ mình sẽ cầu bạn ô tô cần cầu này nha các bạn. Ô, bạn này giống mình nè, nhưng mà bạn này hơi nhỏ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cầu bạn ô tô này nhé các bạn. U, bạn ô tô này đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bạn này có màu vàng này, màu đen này, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Rồi mình sẽ cầu các bạn ô tô tiếp nha các bạn. Wow, bạn này là bạn ô tô này. Bạn ô tô này giống bạn ô tô đẹp tuyệt vời kia này kìa. Wow, bạn này đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ cầu bạn ô tô màu xanh nước biển này nha các bạn. Wow, bạn này đẹp quá các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cầu bạn ô tô này nha các bạn. Bạn ô tô này nhỏ nhất luôn đấy các bạn ạ. Bạn ô tô này nhỏ nên là mình phải cầu khó lắm rồi đấy. Rồi mình sẽ cầu nhá. Ui, bạn này cầu khó quá các bạn ạ. Hay bây giờ mình sẽ cầu bạn ô tô khác nha. Mình lại cầu được rồi nè. Mình lại cầu được một bạn ô tô nhỏ này các bạn. Ui, bạn này rơi rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cầu bạn ô tô này nhé các bạn. Ô, bạn ô tô này là bạn ô tô trộn bê tông các bạn ạ. Ui, mình sẽ để đây các bạn.
Câu khó quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ có các bạn ô tô khác nữa nha các bạn. À, đây bạn ô tô này. Các bạn ơi, sắp hết ô tô rồi các bạn ạ. Còn ít ô tô lắm. Mình còn 5 ô tô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ có các bạn ô tô tiếp nha các bạn. Bạn ô tô này không biết các bạn ô tô gì nữa các bạn ạ. Bây giờ các bạn hãy bình luận xem bạn ô tô. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào video sau.